Thưa quý vị, sau đây hãy mời quý vị sẽ cùng xem một đoạn clip. Đoạn clip này thì ghi lại hình ảnh của một nữ sinh đang leo ra ngoài lan can tầng 3 của một trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn clip đã được rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội vào tối ngày hôm qua. Sự việc xảy ra khi một cổng trường đã đóng, nhưng rất may mắn là em đã được giải cứu thành công. Vào thời điểm xảy ra sự việc thì nữ sinh vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục, hai tay đang đu vào lan can ở tầng 3 của trường trung học cơ sở Minh Đức ở quận Nhất. Người dân xung quanh khi thấy hình ảnh này đã hô hoán để tìm sự hỗ trợ. Ngay sau đó, bảo vệ của nhà trường đã tìm cách kéo nữ sinh này vào phía bên trong. Đến sáng nay thì nữ sinh này đã được xác định là học sinh lớp 6. Nguyên nhân ban đầu được xác định là vì em buồn chuyện gia đình. Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của em đã ổn định và không còn chấn thương.